chương 6. Hết thảy những kẻ dưới ách đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàng, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng. Ai có chủ là tín đồ thì không nên lấy cớ anh em mình mà khinh dễ, nhưng phải càng hầu việc hơn, vì kẻ được công của mình là tín đồ và người rất yêu dấu. Đó là điều con phải dạy dỗ, khuyên bảo họ. Ví thử có người dạy dỗ đạo khác, không theo lời có ích của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính, thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết chi hết, nhưng có bệnh hay gạn hỏi, cãi lẫy, bởi đó sanh ra sự ghen ghét, tranh cạnh, dèm chê, nghi ngờ xấu xa, cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy. Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng, còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn, vô lý, thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt, hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời là sự mà con đã được gọi đến. Và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Trước mặt Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng tốt nơi bôn sơ Phi Lát, ta khuyên con phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là sự mà đấng chủ tể hạnh phúc và có một đến kỳ sẽ tỏ ra là vua của mọi vua, chúa của mọi chúa, một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được. Danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian, đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật. Hỡi Timôthê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con, tránh những lời hư không, phàm tục và những sự cãi lẽ bằng tri thức ngụy xưng là tri thức. Ấy vì muốn luyện tập tri thức đó nên có người bội đạo. Nguyện xin ân điển ở cùng các anh em.